Alo, còn một trò nữa, đó chính là bịt mắt xếp hình. Ủa rồi cái trò bịt mắt xếp hình chơi sao? Rồi, luật chơi như sau. Trời ơi, đất ơi, mở mắt ra xếp còn không được, bây giờ bịt mắt sao xếp? Thế mới là thử thách chứ. Trận đấu bắt đầu. Ai, sao ơi, cái gì vậy? Cái gì đây? Rồi, cái này bịt mắt nè, đây tôi bịt nè. Đây. Rồi, ok. Nó giống siêu nhân quá vậy. Ủa cô nhìn đi hết trơn. Rồi, cái rồi, rồi xếp nha. Ủa này cái gì vậy? Lột, lột. Rồi, lột. Sao lại ngắm tóc tôi? Cô tôi xin lỗi. Đây. Ủa cái này hình gì? Ủa, cái này là gì đây? Hình con gì vậy? Mấy bạn. Sắp làm sao? What? Em sắp rồi nè, tôi vô khớp rồi nè, đây vô khớp nè, đây trời ơi dễ rồi, xong xong một khớp nè, xong cái nè rồi, ok rồi, đây hai khớp có khớp, trời ơi tưởng gì xong rồi, yeah thắng rồi đó, tôi xong rồi nhanh lên, trời ơi gà trời thua mấy bạn ơi, tôi đang tìm cái khớp của nó rồi, xong chưa, nhanh lên, thời gian chuẩn bị hết chưa, rồi năm bốn ba hai một hết giờ, dừng tay lại rồi mở mắt ra, rồi để xem coi, tao gửi ông ơi, mở ra, mở xuống cái trời dạ, trời dạ, dạ, dạ. Sợ rồi, mở ra, mở ra rồi này, rồi ok rồi, chấm điểm đi, trời đất ơi, ủa gì vậy, sao xếp bỏ cái gì vậy, xếp cái gì vậy, ủa rồi đây là sản phẩm hai cái vòng tròn vũ trụ này, còn bên này đó gì, rồi đây nè cái gì, ít ra tôi còn xếp được nó vô cái chân này. Ủa hay không? Không cần xếp được, gọi là cái gì đó, cái cơ thể của cái mô hình mọi người. Nhưng rất tiếc Phong Cận vẫn chưa xếp xong. Tổng kết hai người này loại không có điểm nào. Bây giờ tới nhân vật chính, tới gọi là nhân vật chính và Kairon mọi người. Let's go. Rồi bây giờ tuyển thủ Kairon và Semi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Trận đấu. Đây, ui cái gì vậy xem? À xin lỗi, tưởng cay mô hình, trời ơi, xin lỗi nha. Cái này là cố tình chắc luôn nè. Không, không cố tình, rồi cái này à, đây là cái con robot mô hình đúng không, ok. Rồi, trời đất ơi, bây giờ cay cầm lên coi không biết nó là con nào với con nào luôn á. Ở đây, ok tôi thấy rồi, đây, à, cái này đúng không, ok. Con này là con nào vậy, trời đất ơi. À, rồi, con này là cái gì đây? Hình không thấy gì hết trơn đó, này tôi phải lắp đại rồi các bạn ơi. À. Em sức mạnh cho ơi, em cứ mạnh. What the fuck was that? À, xin đăng xếp nha cái, trời đất ơi. Wow, xin đăng xếp cái ơi. Ơi hình như là mình lắp đúng rồi hay sao nè. Ủa vậy hả, trời cố lên cay, xin đăng rất là cố gắng luôn á. Ui 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 ui. Wow, trời ơi cay ơi, xin Sim đang cảm giác là Sim sắp thắng rồi. Mình cần một chút động lực. Động lực quá mọi người. Bánh ngon quá. Làm sao mình cưỡng được. Rồi, Sam ơi, hết giờ chưa? Hết giờ. Ủa lắp cái này sao cái lắp gì vô vô à? Dạ, quá hết giờ chưa? Cái đẹp mở mắt nè. Đây là hình của mèo Simi và đây là hình của Kairon, mình làm gì vậy? Trời ơi, tôi không có thấy đường đến lắp vô, trời ơi. Rồi, ok, trận này, mẹ sẽ biết thắng. Woo! Tan tan. Thế là kết thúc cuộc thi rồi. Trong cuộc thi lần này, mình là người chiến thắng. Bởi vì không ai có điểm cả. Nên tòa tháp bánh, Marine Boy này sẽ thuộc về mình. Yeah! Ủa, cái gì kỳ vậy? Nhưng mà thi hai giống ai thắng hết trơn vậy? Kiểu này sao không chơi được? Thì trời đất ơi, thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Thật ra mình nói giỡn thôi các bạn, chứ mấy cái này mình sẽ tặng cho tất cả mọi người hết trơn. Mẹ, trời ơi, trời ơi, xin tốt mà, trời ơi, cảm ơn nha. Lấy luôn, cảm lấy luôn rồi ơi. Trời ơi, cảm ơn nha. Lấy hết luôn, đúng rồi, lấy hết luôn đi được rồi. Trời ơi. Ô, còn mua bánh mọi người. Trời ơi các bạn ơi, tính ra là kết thúc hai cuộc thi rồi, mọi người cũng không hoàn thành xong gọi là cái bước gọi là xếp của cái mô hình gọi là Marine Boy nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách
sếp gọi là các mô hình gọi là robot sau cái bánh Marine Boy này nha. Đây thì sau khi các bạn mua hộp bánh về các bạn sẽ làm gì? Mở ra ăn chứ làm gì? Đây, trời ơi thèm quá. Phải trừ là chưa được ăn miếng nào luôn á. Đó, trời ơi chết rồi. Gỡ hơi bị lỗi một xíu. Đó, tan tan. Trước khi sếp mua hình phải ăn cái đã. Đây. Trời ơi nó thơm quá mọi người. Trời ơi, thèm quá. Đây, đó, và đây là bánh nha. Đúng ngon quá. Rồi, vào đây. Và sau gọi là cái hộp bánh gọi là Marine Boy là chúng ta có gọi là cái mô hình lắp ghép của các chiến binh robot. Đấy, và có hai phe nha mọi người, là phe chiến binh và phe zombie mọi người. Đó, đấy, ok. Đấy, và sau các bạn phát hiện được gọi là cái mô hình sau cái mặt bánh này, các bạn sẽ cắt nó ra và lắp ghép nha. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nè, let's go. Ta-da! Đây chính là gọi là gì ta? Sau khi mình cắt ra thì nó sẽ có cái hình dạng như thế này mọi người. Đây cho các bạn xem nè. Đó, trời đất ơi. Ok các bạn ơi, sau khi mình đã cắt xong rồi nè, đen đen chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta có 5 hình. Đấy, và nếu các bạn nào không biết xếp thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Nếu các bạn thấy ở trên cái hộp này các bạn thấy có đánh số gì không? Đấy, 1, 2, 3, tức là các bạn sẽ xếp theo gọi là số thứ tự. Cái này là số 1 nè, cái này là số 2 nè, và cái này là số 3 nè. Đó, ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có hai cái miếng nhỏ nhỏ nè. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình xếp theo thứ tự nha. Và các bạn nhớ cho mình đặt gọi là song song như thế này nha. Rồi ok, bây giờ cái miếng mà không có tay sẽ là tấm số 1. Đó, các bạn thấy ở đây có gì không? Đó, có vết cắt sẵn. Đấy, trời ơi, tôi thông minh quá. Đấy, các bạn lắp vô như thế này. Từ từ nó có cái miếng cắt sẵn. Đó, mình sẽ gọi là cho nó sâu, cho nó gọi là lắp sâu vào. Đây, đó, và đây miếng số 1 chúng ta sẽ lắp vào cái gì ta? Cái đường cắt số 1 nha mọi người. Đó. Đấy, ta-da! Đó, đây là bước đầu tiên nha. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ lắp cái trời nó có số đó mọi người. Số 2 nè, đó, số 1, số 2. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ lắp vô cái chỗ mà chúng ta đã cắt. Trời ơi, kỷ niệm quá. Và ủa, sao nó nghiêng vậy? Ây da. Trời, lắp sai cái là nó nghiêng mọi người sợ lắm. Đó. Được chưa? Ủa rồi nó vô chưa? Vô rồi đúng không? Ủa là vô chưa? À là vô rồi đó. Đó, miếng số 2 nha. Đó, và sau khi lắp hai cái gọi là số 1 và số 2 rồi, các bạn lưu ý số 3 thì nó khá đặc biệt bởi vì là chúng ta đã có mặt trước mà chúng ta chưa có mặt sau, thì các bạn phải lật cái này lại nha, chứ đừng lắp như thế này là song song ba cái là bị sai nha. Đây, chúng ta có mặt trước thì mới có mặt sau nha. Đây, bây giờ mình sẽ lắp cái mặt sau nữa. Đây. Chúng ta sẽ lắp cái số 3 này nó ở mặt sau. Ui, chút, cố lên. Ui, úp, và úp. Đó. Ta-da! Chúng ta đã xong bé mô hình gọi là robot Marine Boy nè. Mặt trước và mặt sau. Đó, quá là dễ đúng không các bạn? Đấy, các bạn chỉ cần làm theo những bước của mình 1, 2, 3. Hoặc là các bạn có thể xem trên cái số của gọi là cái mô hình này thì các bạn sẽ lắp được luôn.